Thầy chào các em đang xem series bài giảng kỹ thuật giải toán Casio. Trong buổi học hôm nay, thầy cùng các em tìm hiểu bài số 2, cực trị của hàm số. Kiến thức cần nhớ. Thứ nhất, hàm số bậc 3 y bằng fx bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng c cộng d có cực đại cực tiểu, gọi chung là cực trị. Khi và chỉ khi y phải bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Y phải bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x mỗi x2 thì tương đương với a khác 0, delta hoặc delta phải lớn 0. Thứ hai là hàm số y bằng fx đạt cực đại tại x bằng x0 thì độ hàm cấp 1 tại x0 bằng 0, độ hàm cấp 2 tại x0 này bán 0. Hàm số y bằng fx đạt cực tiểu tại x bằng x0 khi và chỉ khi độ hàm cấp 1 tại x0 bằng 0, độ hàm cấp 2 tại x0 này lớn hơn 0. Nhớ là hai cái này giống nhau là đều có độ hàm cấp 1 tại x0 bằng 0, khác nhau là cực đại ấy, thì f2 phải này nhỏ hơn 0, cực tiểu thì f2 phải lớn hơn 0. Nhớ là đại thì là nhỏ, f2 phải nhỏ, nhỏ hơn 0, còn cực tiểu thì f2 phải này nó lớn hơn 0 này. Và lưu ý cuối cùng là hàm số y bằng fx bằng ax cộng b chia cx cộng d không có cực trị. Nhớ chưa, hàm số này không có cực trị. Ví dụ số 1, hàm số y bằng x mũ 3 này trừ 3x bình cộng 4 đạt cực tiểu tại. Hàm số này đạt cực tiểu tại x bằng mấy thì chúng ta sử dụng chức năng đậu hàm á, bằng cách chúng ta sẽ nhấn là xếp dấu tích phân này, qua kỳ 2 chúng ta học dấu tích phân đó, nhập vào x bình phương trừ x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 4 này, x mũ 3 này trừ 3x bình phương này cộng cho 4, đúng chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đó, x bằng 0 đi, là bằng 0 đó, khả năng đúng chưa biết được đúng không? Kiểm tra tiếp đáp án B là bằng 2, cũng bằng 0 luôn, thấy chưa, cũng bằng 0 luôn. Tiếp tục kiểm tra đáp án gì đây, đáp án C là x bằng 4. Rồi loại đi, loại C nha, chúng ta loại C, loại đáp án C này, đáp án C bằng 4 mới loại đi, được chưa? Nó không bằng 0 là loại rồi, bởi vì nó đặt cực đại hay cực tiểu thì f phải thể zero nó phải bằng 0 rồi đó. Rồi tiếp tục, không hai được đúng không, không và hai được. Bây giờ kiểm tra này, bây giờ kiểm tra độ hàm cấp 2, rồi tính độ hàm đi. Cấp 1 này là bao nhiêu? Là 3x bình phương trừ 6x. Rồi kiểm tra cấp 2 nha, bằng cách chúng ta cũng nhấn là xếp tích phân này, rồi nhập đoạn cấp 2 vào. Đoạn cấp 1 độ hàm lần nữa đoạn cấp 2 thôi, là 3x bình trừ 6x, 3x bình phương này trừ 6x đó. Sau đó thì mình nhập vào số 0 vào, bằng 0 vào. Nếu độ hàm cấp 2 mà nó lớn hơn 0 thì nó là cực cực tiểu đúng không, mà nhỏ hơn 0 là cực đại. Mình nhập số 0 vào bằng này, bằng trừ 6 chưa, độ hàm cấp 2 bằng trừ 6, vậy nó là cực gì, cực đại rồi, ở đây cực tiểu đúng chưa, cực tiểu này, loại A đi. Tiếp tục đoán B nè, đoán B thì mình nhập số 2 vào. À, lớn không do bằng 6 lớn không, ra lớn không, do đó thì chắc chắn là gì, đoán B. Đoán A mà sai thì đoán D sai, do bởi vì nó chứa số 0, đoán D chứa số 0, được bây giờ chúng ta bấm vào hai cái chỗ này này đó, để chúng ta giải. Ví dụ số 1, ví dụ số 2, điểm cực đại của hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng 3x cộng 1 là điểm cực đại, thì gồm có quanh độ và tung độ đó. Thì ở đây chúng ta xử lý như sau. Đây đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng chức năng độ hàm đi. Ở đây chúng ta có được gì đây? X mấy đây? X bằng trừ 1 nè. Thấy chưa? X mấy? X bằng 1. Chỗ này là x bằng trừ 2. X bằng 1. Rồi chúng ta kiểm tra nè, xếp tích phân trừ x mũ 3 này
rồi cộng cho 3x cộng cho 1. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn này, chỗ này chúng ta ghi x đi cho dễ hiểu nha. X đi, x rồi. Nhấn sum á, CLC đó. X bằng -1 trước, -1 vào. Thì nó bằng 0. Vậy là khả năng được rồi nè. Tiếp tục nhấn số mấy? Số 1. Cũng bằng 0 luôn. Thấy chưa? Tiếp tục nhấn số -2. Khắc không rồi loại đi, loại C. Loại C nghe chưa? Loại C, loại C. Tiếp tục. Do nó có đặt cực đại thì sao? Y phải tờ x0 nó phải bằng 0. Đó, mình thế con -2 vào nó không bằng 0 thì loại này. Còn lại là ba đáp án A, B, C, D chắc chắn là được hết rồi. Nhưng mà bây giờ không biết đáp án nào trúng này. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ còn cách nữa, chúng ta sẽ làm gì? Tính độ hàm cấp 2 nữa là 6. Hàm cấp 1 là mấy này? Là -3x bình phương cộng 3. Rồi tính độ hàm cấp 2 thôi. Xếp tích phân là ghi là -3x bình phương này cộng 3. Rồi cái này cũng tương tự thôi, nhấn x vào. CLC. Rồi thay này, x bằng -1 vào đây. -1 vào thì nó bằng 6. Bằng 6 thì lớn hơn 0. Độ hàm cấp 2 mà lớn hơn 0 thì nó đạt cực tiểu thôi, không phải cực đại rồi chưa. Đây cực đại là sai rồi, loại A đi. Rồi đáp án B này, đáp án B thì số 1 vào. CLC số 1 vào nè. Thì là nhỏ hơn 0 chưa? Nhỏ hơn 0. Thấy không? Nhỏ hơn 0. Vậy thì đáp án C được rồi đó, nhưng mà bây giờ vấn đề ở đây là chúng ta phải tìm gì? Tìm cái y, đúng không? Phải thay vào thôi. Và chắc chắn là gì? Chắc chắn là hàm số đạt cực đại tại x mấy đây? Tại x bằng mấy? Bằng 1 rồi đó, chắc ăn là 1 rồi đó. Dạ, yeah, còn B với D thôi. Vậy thay vào thôi, thay vào đây. C đó, y cực đại sẽ là bao nhiêu? Thay vào là -1 mũ 3, 1 mũ 3 xin lỗi, 1 mũ 3 này. 1 mũ 3. Đây trường trước mà. Đúng chưa? Trường trước. Rồi. Cộng cho 3 nhân 1 cộng 1 là mấy đây? Là 3 1 là 4, 4 trừ 1 là còn 3. Đó, thấy chưa? Yeah. Đáp án D chắc ăn đó đi. Chúng ta đã biết được x đạt cực đại thì x bằng 1 rồi, thì chúng ta tìm giá trị cực đại thì chúng ta chỉ cần thế vào cái hàm số này là xong. Đoán D nha. Chọn D, ok chưa? 1 3. Ví dụ số 3. Hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2x bình cộng 2 có bao nhiêu trị? Thì câu này chúng ta xử lý bằng cách gì đây? Tính độ hàm trước đó nè, tính độ hàm này bằng gì đây? Bằng 4x mũ 3 trừ 4x. Đó. Hỏi là hàm số có bao nhiêu cực trị đúng không? Bao nhiêu cực trị? Bao nhiêu cực trị nha, bao nhiêu cực trị. Thì chúng ta xem nè. Hàm số này nó đổi dấu mấy lần thôi, đúng không? Đổi dấu 3 lần có bằng trị thôi. Và ở đây thì giải bình thường cũng được, giải bình thường cũng ra mà, đúng không? Giải bình thường cũng được. Nó cho bằng 0 nè, cho bình thường nhanh hơn. Cho bằng 0 thì có cái nghiệm đây. Có được là nghiệm bằng 0 nè, nghiệm bằng 1 và nghiệm bằng -1. Rồi chúng ta bỏ biến thiên nè. Đây, sắc dấu rồi đó, y phải nè, y nè. Rồi, chỗ này cái gì đây? Trừ vô cùng, nhỏ nhất là -1 đến 0 đến 1 cộng vô cùng nè. Cái này ghi bằng 0 hết. Đó, nghiệm của nó là y phải bằng 0 thì giới định ghi 0 x. Rồi thì bây giờ hệ số A là dương thì đây là ghi cuối cùng là ghi dương nè, trong ghi âm dương âm, vậy nó là giảm tan giảm tan. Chỗ đây là có cực gì? Cực tiểu, cực đại, cực tiểu, và nó có ba cực trị chưa? Nó trả lời là có ba cực trị thôi, cái này đơn giản mà. Cách 2 thì chúng ta dùng chức năng là bảng giá trị. Bằng cách chúng ta sẽ nhấn menu tóm này, nhập hàm số vào là x mũ 4 trừ cho 2x bình phương cộng cho 2, ấn bàn, bắt đầu là chúng ta nhấn -9, kết thúc là 9, bước nhảy là 1, ấn bàn tiếp. Thì các em thấy này,
Đây là 6.401 này, rồi nó là giảm xuống 3.970, rồi nó giảm lần xuống, nó giảm tới số 1, thấy chưa? Rồi nó tan lên đó. Vậy thì chúng ta có này là giảm xuống này, thấy không? Giảm xuống số 1 rồi tan lên mấy, đây tan lên mấy, tan lên 2 này, tan lên 2 là giảm 1 tiếp, tan lên 2 rồi là giảm xuống 1, thấy không? Rồi là tan lên rồi. Vậy thì tan ra là cộng vô cùng, giảm xuống 1 này, tan lên 2 rồi giảm xuống 1, rồi tan tiếp lên cộng vô cùng đó. Và đây chính là cực gì đây? Cực tiểu này, đây là cực đại à, đây chính là cực đại, đúng rồi. Đây là cực gì? Cực tiểu. Vậy thì hàm số này nó có hai cực tiểu, một cực đại, và tóm lại nó có ba cực trị, đúng không? Đó, ok, ta dùng máy tính như vậy. Ví dụ số 4, tìm giá trị thực của m để hàm số y bằng 1/3 x mũ 3 trừ 3 trừ m x bình cộng m bình trừ 4 nhân x cộng 3 đợt cực đại tại x bằng 3. Và chúng ta lưu ý sử dụng chức năng là tính độ hàm tại một điểm thôi. Thì làm gì đây? Trước tiên tính độ hàm đi. Là bạn x mũ 3 độ hàm là 3x bình, mà nhân cho 1/3 là còn x bình phương này. Độ hàm cái này là bằng 2x nhân trừ m là trừ 2mx. Độ hàm cái này là bằng m bình trừ cho 4. Ok chưa? Rồi. Vậy hàm số đợt cực đại tại x bằng 3 thì chúng ta có được là gì? Cái điều gì đây? Là y phải tại 3 này phải bằng 0. Và y phải tại gì đây? Y phải tại x zero đó, đúng không? Là tại 3 đó. Được chưa này? Và y2 phải tại 3 nó phải bé hơn 0. Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta nhập vào máy tính thôi là xong đó. Đây. Chúng ta dùng chức năng độ hàm nha, tính độ hàm tại một điểm thì chúng ta tiến kiểm tra độ hàm cấp 1 trước nha. Đây nè, xếp tích phân. Rồi nhập vào là x bình phương trừ cho 2 2 nha. 2 ở đây thì m alpha m này. X đó, 2mx. Rồi cộng cho m bình, cái cộng alpha m bình phương đây. Và trừ cho 4. Ok chưa? Và đây thì chúng ta ghi là x x nha. Rồi bấm C là C. X bằng mấy đây? X cái đây thì chúng ta có x bằng 3, x bằng 3 nha. Để cho x bằng 3 mà. Bằng 3. Còn m gì đây? M nhập m bằng 5 đi, đáp án A mà bằng 5. Thì kết quả là bằng -4. Đúng không? -4 thì nó bằng 0 chưa? -4 thì nó, cái này độ hàm cấp 1 nè, đúng không? X bình phương trừ 2mx cộng m bình trừ 4, đúng rồi. Thì thế vào nó bằng 0 hay không? Thế vào nó kiểm tra lại cho chắc nha. À, cái này thì tính độ hàm cấp 2 rồi. Cấp 2 rồi đúng không? Cấp 2 rồi, đây cấp 2 rồi. Cái này là cấp 2 rồi nha, cấp 2 này. Và độ hàm cấp 2 là nó nhỏ hơn 0 nè. Nó nhỏ hơn 0 nè, là được rồi đó. Đây là hàm cấp 2 nha, đây chính là hàm cấp 2 nè. Cấp 1 đâu? Cấp 1 đây. Lấy nguyên hàm gốc tính nè. Là xếp tích phân 1/3 x mũ 3 này. Rồi trừ cho m x bình phương cộng cho m bình phương trừ 4 nhân x cộng 3. Và chỗ này chúng ta ghi là x đi. Rồi chúng ta nhấn C là C. X ở đây ghi bằng 3, còn m là ghi bằng 5. Thì bằng 0, đúng chưa? Bằng 0 rồi. Vậy độ hàm cấp cấp 1 tại 3 là bằng 0, ok này. Đó. Độ cấp 2 hồi nãy là bán 0 rồi, ok luôn. Vậy thì thôi. Đáp án đúng ở đây chính là đáp án A thôi. Ok chưa? Đó, như vậy đó. Ví dụ số 5. Số cực trị của hàm số y bằng x bình phương trừ x cộng 2 tất cả chỉ cộng 2 là
Câu này chúng ta có hai cách làm. Cách thứ nhất là dùng bảng biến thiên, cách thứ hai là dùng bảng giá trị. Thầy hướng dẫn các em dùng bảng giá trị, có nghĩa là dùng table menu 8 này, nhập hồng số vào máy tính, đây là x bình phương trừ x cộng 2 chia cho x cộng 1, rồi xong rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn là bàn, nhấn bàn, bắt đầu là nhấn trừ 9, kết thúc là 9, bước nhảy là 1, rồi ok bán bàn luôn, bàn. Để kiểm tra nè. Rồi nó từ là, rồi nhấn lại, trừ 11,5, rồi nó tan lên là trừ 10,57, rồi tan dần nè, tan lên nè, tan đến trừ 7, rồi giảm trừ 8 nha. Vậy thì nó tan lên nè, trừ 7 nè, đúng chưa? Rồi nó giảm, còn nó giảm đến đâu? Nó giảm xuống cái chỗ này là error rồi đúng không? Error rồi, và nó sẽ giảm xuống chỗ này là nó bị vô định tại đâu? Vô định tại trừ 1 thế chưa? Là trừ 1 này, vô định tại trừ 1. Đó, nghĩa là không xác định tại x mà trừ 1 rồi. Do cái này là d bằng r bỏ đi mấy? Bỏ đi trừ 1 mà. Rồi ok. Rồi coi thử nè. Rồi nó lại gì đây? Nó lại từ 2 nó lại giảm xuống nè, đúng không? Giảm xuống. Giảm xuống tới 1 rồi tan lên. Đó. Rồi nó giảm xuống nè, giảm tới 1. Rồi là tan lên. Vậy thì đây chính là cực gì đây? Cực đại, đây là cực tiểu. Vậy hàm số có hai cực trị. Do đó thì ví dụ số 5 mà chọn đáp án là đáp án C. Đó, dùng máy tính cho nó nhanh. Ví dụ cuối cùng, ví dụ số 6. Ví dụ 6 này. Tìm giá trị thực của M để hàm số y và x mũ 3 trừ 3 mà x bình cộng mà bình trừ 1 nhân x cộng 2 đạt cực tiểu từ x bằng 2. Cái này tương tự như câu ví dụ trên ta, ví dụ số 4 á, đúng không? Ví dụ số 4 số 7 đó, ví dụ số số 4. Rồi xem đây, chúng ta sẽ dùng chức năng độ hàm tại một điểm thôi, là chúng tính độ hàm ở đây này. Tính độ hàm được là 3x bình phương này trừ cho 6mx cộng cho m bình trừ 4 này. Rồi, và chúng ta nhớ là độ hàm cấp 1 tại x bằng 2 thì bằng 0, độ hàm cấp 2 tại x bằng 2 này phải cực tiểu thì phải bán lớn hơn 0, lớn hơn 0, nhớ chưa, lớn hơn 0. Bây giờ chúng ta sẽ thay m vào, xếp tích phân này, độ hàm cấp 1 trước nha, là x mũ 3, x mũ 3 này. X mũ 3 trước, x mũ 3 trừ 3 mx bình phương cộng cho m bình phương trừ 1 nhân cho x cộng cho 2. Cái này chúng ta ghi là x, rồi chúng ta nhấn CLC. X là bằng 2 đúng không? X bằng 2. Đáp án A thì m bằng 1. Rồi nó bằng 0 rồi đó, bằng 0 rồi. Rồi kiểm tra đáp án B xem sao. Đáp án A là khả năng được rồi đó, chưa biết được nha. Rồi kiểm tra thun luôn đáp án B đi. Đáp án B là mấy đây? X bằng 2 ghi lại nè, m bằng 11 và cũng bằng 0 luôn, thấy chưa? Vậy là hai đáp án này khả năng trúng rồi. Do đó thì chúng ta phải kiểm tra thêm nữa độ hàm cấp 2 nữa. Cấp 2 đây. Rồi, xếp tích phân, nhấn vào 3x bình phương này trừ 6 mx cộng cho m bình phương trừ 4. Rồi cái này chúng ta ghi là x, rồi nhấn CLC. Ở đây thì x bằng 2 rồi. Và kiểm tra tiếp đáp án A là m bằng 1 nè. Rồi lại lớn hơn 0, ok chưa? Lớn hơn 0 là ok đó. Rồi tiếp tục chúng ta thêm đáp án 11 nữa là xong. 11 mà đúng nữa là đáp án C. X bằng 2, m bằng 11. Rồi. Này nhỏ hơn 0 rồi đúng không? Nhỏ hơn 0 rồi. Chúng ta lại nè, đây x bằng 2 nè, m bằng 11 nè. Thì nó là bán không, đúng không? Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Ví dụ 6 chọn A. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.